Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em tạo ví MetaMask để làm address chạy trên nền tảng nhận token chạy trên nền tảng ERC20 nha các bạn. Cái ví MetaMask này nó cũng tương tự như cái ví Chocolate thôi các bạn. Để tham gia để làm được để tải là tạo ví, các bạn lấy phần link mô tả của mình thì nó chuyển các bạn về Sitelay Web Store, các bạn tải về cho mình một cái địa chỉ ví MetaMask đó các bạn. Thì các bạn mở địa chỉ ví lên. Rồi các bạn bấm vào Reta này các bạn. Mình hướng dẫn các bạn tạo ví các bạn. Đây thì các bạn bấm vào create new account rồi bấm vào reset wallet này các bạn. Thì các bạn hướng dẫn các bạn tạo ví, các bạn đặt mật khẩu. Dòng đồ các bạn đặt mật khẩu tự đặt các bạn. Cộng anh 3 số 3 đi. @.com. Rồi xuống đây thì các bạn xác nhận mật khẩu nha các bạn. Rồi các bạn xác nhận là mật khẩu nha các bạn. Rồi các bạn bấm nhấp vào mục tiếp này các bạn, tôi chấp nhận điều khoản các bạn, rồi bấm correct password các bạn. Rồi sau khi nó sẽ tự động tạo ví cho các bạn nha các bạn chờ một xíu nha các bạn. Rồi nó ra nó hiện ra cái giao diện gì các bạn bấm vào nút start các bạn. Rồi bấm start tiếp tục nha các bạn. Rồi các bạn đăng nhập cái password hồi nãy các bạn tự tạo nha các bạn. Anh 123 số 3 @.com nha các bạn. Các bạn đặt mật khẩu tự đặt, các bạn bấm vào confirm này các bạn. Sau khi ra một cái giao diện như vậy thì các bạn bấm vào mục view nữa các bạn. Thì các bạn sẽ thấy được 12 ký tự nữa các bạn. Các bạn lưu ý nha các bạn phải dùng một cái điện thoại nào hoặc là một cái viết nào hoặc ghi 12 ký tự này về, rồi các bạn lưu cắt vào một nơi an toàn nào đó các bạn. 12 ký tự này để khôi phục ví cho tất cả các bạn nha các bạn. Để mình chụp màn hình lên. Rồi nha các bạn, sau khi các bạn chụp màn hình xong các bạn bấm vào continue nữa các bạn. Các bạn sắp xếp lại 12 cái tự y gan nha các bạn. Số 1 là chay nè. Số 2 là tri nè. Chay nè. Rồi các bạn sắp xếp 12 cái tự lên các bạn. Số 11 là for. Số 12 là dipata. Rồi các bạn bấm vào clip backup nha các bạn. Ok, rồi các bạn bấm done nha các bạn. Ok, như vậy là mình hướng dẫn các bạn đã tạo ví thành công ví MetaMask nha các bạn. Thì các bạn cái địa chỉ nhận của tất cả các bạn bấm vào quả chuột gạch này các bạn bấm vào wallet này các bạn. Thì cái địa chỉ nhận của bạn, các bạn những cái con token nào nó yêu cầu các bạn gửi địa chỉ ETH chạy trên tảng ERC20 thì các bạn copy địa chỉ này nè các bạn. Các bạn chỉ nhấp vào gì để copy nha các bạn. Đây thì mục send lâu gỡ nữa các bạn muốn gửi cho địa chỉ nào thì các bạn bấm vào gỡ nha các bạn. Mục send là mục add full token là địa chỉ nhận của mình chỗ này nè các bạn copy nha các bạn. Không nhận đây. Rồi các bạn cái trang history ở đây này thì cái lịch sử giao dịch nha tất cả các bạn chứ không có gì trơn. Còn cái trang view scan thì cái trang view on scan ETH scan này thì cái trang check số token của mình nha các bạn. Thì các bạn copy con check của nó các bạn gì copy con chắc của mình nè. Các bạn copy nha bạn. Các bạn qua trang check scan các bạn sau khi những con tốc cần nào nó đã phân phối thì các bạn bắt copy cái địa chỉ của địa chỉ ví của mình, các bạn bắt vào trang ETH scan các bạn bấm gỡ các bạn. Thì tự nhiên sau khi tốc cần nào nó hiện trên địa ví của mình thì nó hiện lên đây nè các bạn, cái chỗ một trái tim nè các bạn, thì các bạn sẽ gặp con tốc cần của mình các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ba gạch bên cùng nè. Mục setting này thì mình hướng dẫn các bạn add những con chắc chạy trên nền tảng Huobi Ecosystem luôn các bạn. Các bạn bấm vào mục đây thì mục BTK này là mục phục địa chỉ 12 ký tự của mình các bạn. Các bạn bấm vào admin sales nè các bạn. Rồi các bạn nhập password ra thì hiện 12 cái chuỗi 12 cái tự cho tôi các bạn nha các bạn. Rồi các bạn mới đắp lại đi. Rồi các bạn nhấp vào một